Ngày 27, xin giúp con biến đổi mỗi ngày. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và dạy con bước theo những thúc đẩy yêu thương của Ngài. Xin Ngài dạy con cố gắng phản ứng tốt hơn mỗi ngày. Ngài biết sự yếu đuối của con và biết con khó khăn thế nào khi thay đổi lối sống của mình. Ngài biết rằng nhiều lần sự ích kỷ, sự tự cao tự đại, sự tự do hoặc nỗi buồn dày vò con thế nào. Nhưng dạy con cố gắng bằng cách khác đối diện với cuộc sống. Bởi vì con biết rằng qua những cố gắng nhỏ bé đó cũng đủ giúp con thay đổi dần dần con người mình. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và chạm vào trí năng, trí tưởng tượng, những khả năng, những sở thích và cảm xúc của con. Xin chạm vào chúng với ân sủng của Ngài để con quyết định cộng tác với Ngài. Và như vậy, con học được cách sống tốt hơn. Con không muốn bằng lòng với việc xin Ngài một cuộc sống mới. Con biết rằng con cần dâng hiến điều gì đó của mình để đạt tới cuộc sống mới đó. Lạy Chúa, xin giúp con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Amen.